cá nhân của mình về cái vấn đề truyền thông và truyền đạt thông tin. Có thể nói rằng là các bạn biết đấy, đó là trong lĩnh vực truyền thông thì người ta luôn đặt nặng cái vấn đề đó là thông tin phải nhanh, phải chính xác, phải kịp thời. Thì ở đây mình nói với các bạn cái kịp thời là cái rất quan trọng. Nhanh là đúng rồi, chính xác là đúng rồi, nhưng mà cái kịp thời là cái kịp thời cái gì? Ở đây mình muốn quay lại cái mục đích của việc làm truyền thông, cũng như là cái mục đích của việc các bạn cung cấp thông tin cho mạng xã hội, cung cấp thông tin cho nhau. Trong suốt thời gian qua, chúng ta thấy được rằng là các bạn cung cấp thông tin của cá nhân, của các bạn bè của mình lên mạng xã hội với mục đích là bôi nhọ và xuyên tạc, là hạ bệ cá nhân. Các bạn cũng làm một cái việc đó là các bạn cung cấp những cái thông tin mà những thông tin đó không làm lợi cho cộng đồng và xã hội và gây hại cho cộng đồng và xã hội. Vì vậy cho nên là hôm nay mình muốn nói với các bạn đó là cái quan điểm của mình về vấn đề cung cấp thông tin. Trước đây mình đã từng nói rồi, tuyên truyền là phải tuyên truyền sự thật, nhưng không phải sự thật bất lợi nào cũng là mục đích tuyên truyền. Các bạn biết là cái nội dung chúng ta tuyên truyền là chúng ta đưa đến sự thật cho mọi người, để mọi người biết được sự thật về vấn đề A, B, C, D nào đó, để mọi người có cách ứng xử với sự thật đó, để mọi người có được cái kinh nghiệm sống, để mọi người có cách ứng xử cho xã hội thông qua các thông tin đó. Điều đó tốt. Tuy nhiên những cái nội dung mà chúng ta cung cấp cho xã hội mà nó mang tính chất làm hại xã hội thì tôi cho rằng đó không phải là nội dung của chúng ta cần tuyên truyền. Các bạn thấy đấy, ví dụ như một thông tin về vấn đề tự tử, hay là một thông tin về vấn đề làm nhằm gây chia rẽ cộng đồng, một thông tin mà các bạn cung cấp lên có khả năng là làm cho cộng đồng này nó chia rẽ đi. Các bạn cung cấp thông tin làm cho cái cộng đồng này nó xáo trộn đi, nó làm cho cá nhân người này bị thiệt hại, cá nhân người kia bị thiệt hại, mục đích là để trả thù, mục đích là để hạ bệ, thì đó không phải là cái nội dung mà các bạn cần cung cấp cho xã hội. Bởi trước hết cái nội dung đó nó làm cho chính bản thân của người cung cấp thông tin trở thành tai hại và tác hại. Các bạn thấy rất rõ ràng trong suốt thời gian qua, tôi thấy trong một cái đoạn video clip của một nhà báo ở nước ngoài, thì cô phóng viên ấy đang làm phỏng vấn thì bị chính cái người đang giữ camera bắn súng, bắn chết tại chỗ. Mà người đó có thù oán, giữa cái người quay phim và cái người phóng viên có thù oán với nhau, nhưng đó lại là đang truyền hình trực tiếp. Các bạn thấy tai hại, hình ảnh bạo lực được phát rộng rãi cho tất cả mọi người cùng xem. Hay là có một anh nào đó tự tử nhưng lại phát livestream rằng các hành vi anh ấy sắp tự tử. Điều đó gây ra một cái sự xáo trộn, đó là hình ảnh bạo lực rùng rợn đó nó lan truyền cho xã hội. Hay là có một số bạn, một nhóm bạn lại thích livestream truyền trực tiếp hình ảnh của mình lúc đang làm tình với nhau. Có phải những thông tin đó, thông tin của các bạn, nó trở thành những cái tin xấu độc hại? Tôi có thể nói là các bạn cần thông tin chính xác, các bạn cần thông tin về vấn đề ABCD nào đó, nhưng mà cái thông tin đó làm cho xã hội này náo loạn lên, thì liệu cái người đưa thông tin đó ra sẽ được khen ngợi hay là bị người khác sỉ vả? Một ông phóng viên của VTC14 lấy một cái thao nước bắt mấy con cá bỏ vô, cá bơi vòng vòng hơi cá chết, thì các bạn thấy người ta nghĩ ngay đến việc là nước biển ở đó nó ô nhiễm dữ lắm rồi. Nhưng thực tế những cái người mà phản biện lại cái video clip đó, họ cho rằng
anh đang dùng nước máy và thả tôm cá tự nhiên vô, trong khi cái lượng clo bên trong nước đó, trong nước máy đó, nó cao làm cho cá nó bị ngợp nó chết. Người ta thấy và người ta phản ứng, nhưng video clip anh đăng lên rồi, thế là hậu quả của video clip đó là làm cho tất cả những bè cá ở khu vực đó không thể mua bán được gì nữa, và người ta xem cái anh phóng viên đó là kẻ thù. Thông tin đó là thông tin sai và nó làm cho người ta thấy được cái tác hại nó như thế nào, làm cho bao nhiêu con người. Nhưng các bạn thấy là rõ ràng có một số thông tin các bạn nghe được, các bạn sẽ thấy được rằng là nó không có một giá trị gì. Các bạn xem thông tin đó, như là các bạn ra đường, các bạn thấy tiếng xe cán chó rồi chó cán xe, những thông tin đó có ý nghĩa gì? Hàng ngày chúng ta chỉ đọc những cái thông tin tào lao, các bạn lên những cái trang web đó, toàn là chuyện tình anh yêu em yêu anh là chúng ta chia tay nhau. Có những cái câu chuyện hướng dẫn người ta cách để tự tử, có những câu chuyện hướng lái người ta, biến người ta đưa ra cái những cái hành vi mà kích động cho người ta trở thành người xấu. Vì vậy nên là tôi hy vọng rằng là tôi nói với các bạn là cái quan điểm chúng ta là chúng ta đưa thông tin thì những thông tin đó chúng ta phải hiểu được cái giá trị đó đến với cái người nhận thông tin là gì. Thời gian qua các bạn đưa thông tin về cá nhân của bạn bè của mình lên trên mạng với mục đích trả thù, thì rõ ràng cái mục đích trả thù các bạn đạt được, nhưng chính các bạn là người bị tổn hại nhiều nhất, bởi các bạn bị cho rằng là phản bội lại bạn bè, là người hai mang, là người trở cờ, là người hại bạn. Ai sau này còn tin tưởng các bạn để có thể tiết lộ thông tin cá nhân của họ cho các bạn nữa? Bởi các bạn đã từng tiết lộ thông tin của người khác. Ví dụ như tôi muốn cho số điện thoại của bạn bè, tôi có một người bạn và tôi biết số điện thoại người đó, người khác muốn xin thì tôi phải được phép của người bạn này thì tôi mới được phép cho số điện thoại cho người khác. Bây giờ là các bạn đưa thông tin cá nhân của bất kỳ ai lên trên mạng xã hội để bêu riếu, để bêu xấu, thì liệu người ta còn tin tưởng rằng hôm nay các bạn còn tốt nữa hay không với họ? Và vì vậy nên các bạn sẽ không bao giờ còn bạn bè nữa. Đó là cái hậu quả mà chính các bạn đã tự làm. Tôi nhớ trong chuyện Hán Sở thì tôi nhớ tới một nhân vật tên là Chương Hàm. Chương Hàm là một tướng của nhà Tần bị Hạng Vũ đánh bại và đã đầu quân cho Hạng Vũ. Tuy nhiên khi Chương Hàm thua trận với Hàn Tín, ông ta đã khẳng khái tự vẫn chết chứ không đầu hàng Hàn Tín. Bởi vì một người sáng Tần triều Sở nay lại bỏ Sở quy Hán, kẻ đó không còn giá trị để sống trên đời này nữa. Vì vậy nên các bạn thấy được rằng là những cái thông tin mà chúng ta cho người khác để hãm hại người khác, nó sẽ quay ngược trở lại nó hại chúng ta. Vì vậy mà cái việc chúng ta đưa thông tin lên mạng xã hội, nó buộc phải là những thông tin có giá trị xây dựng xã hội, và nó phải với mục đích đó, với mục đích xây dựng xã hội. Đừng bao giờ đem những thông tin xấu độc hại để tuyên truyền lên mạng xã hội, vì chính vì như vậy chính các bạn đang phá hoại xã hội này. Các bạn sợ con cái của mình chơi game nhiều nên các bạn giấu điện thoại đi. Các bạn sợ tất cả cái điều gì từ mạng xã hội này, những thông tin xấu độc hại thế nào, các bạn sợ ra sao, thì các bạn đừng bao giờ các bạn làm động tác đó. Sợ con mình chơi game nhiều giấu điện thoại đi, thì các bạn cũng hiểu là các bạn những cái tuyên truyền trên mạng xã hội có xấu độc hại, các bạn cũng hãy tắt đi, đừng bao giờ đưa những thông tin độc hại đó lên nữa.
Có nhiều bạn rất thích trinh nóng và đi bới móc đời tư của nhiều người với mục đích là để trả thù. Đó là cái điều mà tôi nói các bạn sai lầm rồi. Các bạn có thể hả hê trong một lúc, nhưng sau đó không ai còn tin tưởng các bạn. Mà vì các bạn không còn được tin tưởng nữa thì nó sẽ trở thành tai hại và tác hại cho chính bản thân các bạn. Làm truyền thông cũng thế. Chúng ta phải nhớ rằng tuyên truyền sự thật là quan điểm của người làm truyền thông. Nhưng những thông tin, những cái nội dung tuyên truyền có hại không phải là nội dung mà chúng ta tuyên truyền. Đó là những cái điều mà tôi hy vọng rằng là các bạn nên hạn chế sử dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin xấu, thông tin độc hại. Thông tin chúng ta đến với mọi người nó phải tốt lành, phải xây dựng, chứ không phải thông tin nào đưa ra cũng phải cố gắng làm cho xã hội này náo loạn lên mới chịu. Các bạn hay thích bạch quá chuyện này, bạch quá chuyện kia. Các bạn nói là tôi sẽ làm video clip 1, 2, 3, 4 để mà sự thật về cờ đỏ nhỉ, sự thật ABCD nào đó. Thực tế ra các bạn mà đưa như thế, không bao giờ các bạn sẽ nhận được thông tin của ai nữa. Hôm nay là lần cuối cùng các bạn nhận được thông tin đó. Bởi chả có một người bạn bè nào của các bạn muốn cung cấp thông tin hoặc là lộ ra thông tin của bản thân họ với bạn nữa. Bởi có một ngày họ sợ rằng có một ngày chính các bạn sẽ quay lại hại họ. Ngày hôm nay tôi thấy có rất nhiều bạn đã hại nhau ở trên mạng xã hội vì những thông tin mà trước đây họ đã tiết lộ, đã khẳng khái, đã chân tình, chân thành tiết lộ, mà nay lại chính là các bạn đã tiết lộ ra để hại họ. Thì các bạn xem lại xem mình có xứng đáng với hai từ bạn bè hay chưa, và chúng ta có xứng đáng để những người khác cung cấp thông tin cho ta hay chưa. Các bạn không thể giữ được bí mật thì các bạn sẽ không bao giờ biết được một bí mật nào khác nữa. Đó là lời chân thành của bạn bè với nhau chúng tôi nói với các bạn. Cũng là điều mà tôi nói rằng là tất cả các kênh truyền thông cần thiết là cung cấp thông tin cho mọi người, nhưng phải cố gắng cái gì xấu, cái gì độc hại, cái gì sẽ gây ra tác hại cho xã hội, cho cộng đồng thì nên né đi, bởi đó là lương tâm của các bạn. Đừng vì vài đồng trên YouTube mà các bạn hại xã hội này. Đó là vài ý kiến của tôi, dĩ nhiên đó là cá nhân. Hy vọng các bạn không cảm thấy phiền với cái quan điểm cá nhân này.